Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cắng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì được khỏi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta rất vui mừng, hân hoan đang được sống trong những ngày đầu của năm mới. Hôm nay lại được lồng vào trong cái niềm vui của những ngày đầu xuân năm mới ấy. Chúng ta được cùng với giáo khu 2 của giáo xứ để mừng lễ quan thầy nhận Đức Mẹ Lộ Đức làm bổn mạng. Từ những ngày đầu năm mới đến giờ, chắc rằng quý ông bà anh chị em đã nhận được rất nhiều những lời chúc tốt đẹp. Hôm nay tôi chỉ chúc cộng đoàn một lời chúc này. Làm sao trong đời sống người Kitô hữu của mình, quý ông bà anh chị em ngày mỗi ngày trở nên giống mẹ Maria hơn. Người ta thường nói rằng mẹ nào thì con nấy. Và vì vậy chúng ta cầu chúc cho quý ông bà anh chị em, ước gì mỗi người chúng ta được trở nên giống mẹ Maria, mẹ của chúng ta, trong sự khiêm nhường bác ái đối với thai nhân và yêu mến gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, vào buổi sáng ngày 11 tháng 2 năm 1858 tại Lộ Đức, một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp, trời lạnh như cắt, cô Bernadetta Subiros cùng với hai người em khác đã tự nguyện ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadetta vừa lên 15 tuổi, nhưng cô chưa biết đọc biết viết. Cô vừa mới cắp sách đến trường của các sơ được một thời gian ngắn để học tiếng Pháp, bởi vì trong miền cô đang ở, mọi người đều nói một thứ thổ ngữ khác với tiếng Pháp. Hôm đó là ngày thứ năm, cô được nghỉ học. Mặc dù bệnh suyễn đang hoành hành, nhưng nghĩ đến cảnh nghèo túng của gia đình, nên Bernadetta đã xin phép mẹ được đi nhặt củi. Bình thường theo dọc bờ sông Gave có rất nhiều cành cây khô, nhưng suốt buổi sáng thứ năm đó, dường như chị em của Bernadetta không nhặt được bao nhiêu. Bernadetta mới lần mò tiến về một hang động gần đó mà dân làng có thói quen gọi là Massa Bienle. Cô đang loay hoay với công việc nhặt củi thì kìa, từ trong hang một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ đã xuất hiện. Theo lời mô tả của Bernadetta thì người thiếu nữ ấy trạc tuổi 16-17. Bernadetta tưởng mình như là đang mơ. Cô bước thêm bước nữa, người thiếu nữ cực kỳ diễm lệ đó đã mỉm cười. Trong cơn xúc động bồi hồi như một cái máy, Bernadetta đã lôi chẳng hạt từ trong túi áo ra và cô bắt đầu đọc kinh kính mừng trong ngôn ngữ quen thuộc của mình.
Trong ánh sáng chan hòa giữa mùa đông vẫn còn lạnh đó, người thiếu nữ chỉ mỉm cười. Khi Bernadetta vừa lần xong chuỗi mân côi, người thiếu nữ làm dấu cho cô tiến lại gần hơn. Nụ cười vừa chưa tắt trên môi người thiếu nữ, Bernadetta đã say sưa ngắm nhìn và tiếp tục đọc kinh cho đến khi ánh sáng bao trùm người thiếu nữ nhạt dần và tắt hẳn. Ba ngày sau đó, sau khi đã có những tiếng xì xầm về hiện tượng lạ đó, bà mẹ của Bernadetta nghiêm cấm không cho con gái mình trở lại hang Masabielle nữa. Nhưng do một sự thúc đẩy không thể cưỡng bách được, Bernadetta đã trở lại chỗ cũ cùng với mấy chị em của cô. Lần này, khi người thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện, Bernadetta đã mạnh dạn hô lớn: "Nếu người đến từ Thiên Chúa, xin người hãy ở lại. Nếu người đến từ Thiên Chúa, thì xin người hãy ở lại." Người thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Đây là lần thứ hai người áo trắng hiện ra với cô. Và lần thứ ba cũng xảy ra như thế vào ngày 18 tháng 2 và liên tiếp trong vòng 15 ngày. Bernadetta đã được diễm phúc gặp Đức Maria hiện ra và tỏ lộ cho cô một danh tánh vô cùng kỳ lạ. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Từ nơi cô đang quỳ cầu nguyện, mỗi khi Đức Mẹ hiện ra, một dòng suối nhỏ đã vọt lên có sức chữa trị mọi bệnh tật. Đó là nguồn gốc của hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày nay, quý ông bà anh chị em thường thấy ở nhiều nơi, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới tuôn đến để cầu nguyện và xin ơn. Đến đó, dù tin hay không tin, mọi người đều cảm thấy có một sức mạnh lạ lùng lôi kéo để đốt lên một ngọn nến và quỳ gối cầu nguyện. Và hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều có những hang lộ đức được thiết kế một cách tương tự để nhắc nhớ biến cố này, cũng như kêu gọi lòng sùng kính mẫu tâm Đức Mẹ Maria. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng có một lần mơ ước để đến tận nơi cầu nguyện. Mẹ Maria đã không hiện ra với tất cả mọi người. Phép lạ cũng không hiện ra một cách tỏ tường với tất cả mọi người đến cầu khấn. Nhưng điều quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là những cuộc hành hương đến tận nơi thánh. Nếu thế thì chúng ta đây chắc cũng không có điều kiện. Nhưng chính điều quan trọng ấy là sứ điệp mà mẹ muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta qua những người được diễm phúc thấy mẹ hiện ra. Sứ điệp đó vẫn luôn luôn là hy sinh, là phục vụ và nhất là cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đấy là một vài dòng kể về biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp. Đó cũng như là một dấu chỉ của lòng thương xót Chúa gửi đến chúng ta. Mẹ đã gửi đến chúng ta một sứ điệp là hy sinh, là phục vụ và cầu nguyện. Qua đây, mẹ cũng mặc khải cho chúng ta, mẹ là đấng đến từ Thiên Chúa, là đấng vô nhiễm, đấng chẳng hề mắc tội nguyên tổ. Mẹ đến để an ủi, để cứu giúp và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Từ nơi mẹ, hay nói đúng hơn, từ nơi mà Bernadetta đã quỳ gối cầu nguyện mỗi lần khi mẹ hiện ra, nơi ấy đã vọt lên một dòng suối ân sủng để có sức chữa trị mọi bệnh tật nơi thân xác và linh hồn của con người. Thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, mỗi khi ta quỳ gối cầu nguyện trước ảnh thánh mẹ, thì dòng suối ân sủng ấy cũng vọt lên để chữa mọi bệnh tật nơi chúng ta, để mẹ đến băng bó mọi vết thương tâm hồn và thân xác anh chị em. Giáo khu 2 thuộc giáo xứ Thái Hà đã chọn Đức Mẹ Lộ Đức làm bổn mạng của giáo khu từ ngày thành lập, và hôm nay hân hoan long trọng mừng lễ mẹ. Mọi người, những thành phần trong giáo khu cũng như trong giáo xứ, chúng ta cũng muốn nói lên niềm xác tín ấy, muốn nói lên sự gắn bó yêu mến Chúa như mẹ Maria. Và cùng với mẹ Maria, chúng ta
vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Bài tin mừng mà quý ông bà anh chị em nghe khi nãy kể về việc Chúa Giêsu và các môn đệ đến miền Genesaret, và ở đó Ngài đã chữa lành bệnh tật cho biết bao nhiêu những con người, nhất là những người ốm đau, những mảnh đời bất hạnh cần sự cứu giúp. Và họ nghe biết Chúa Giêsu và các môn đệ ở đó, nghe về danh tính, uy quyền và quyền năng của Chúa Giêsu, người ta đã kéo đến với Ngài để xin Ngài đặt tay, ít là xin Ngài đặt tay hoặc được chạm vào tua áo của người. Và những ai được người đặt tay hay là chạm vào tua áo của người thì mọi bệnh tật được lành, mọi nỗi sợ hãi được xua tan, bị xua tan. Chúa Giêsu là đấng đến từ Thiên Chúa, Ngài mang quyền năng của Thiên Chúa đến giữa nhân loại chúng ta và chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn và thân xác mỗi người chúng ta. Sáng nay tại nhà thờ này, trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, đã diễn ra nghi thức sức dầu bệnh nhân. Cũng có rất nhiều cụ ông cụ bà, những người đau yếu bệnh tật và một đoàn người rất đông đến đây để lãnh nhận bí tích sức dầu. Và qua đấy nhận được lòng thương xót và những cái chạm của quyền năng vinh quang Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta. Và chúng ta xác tín rằng qua việc làm ấy, qua tình thương và lòng thương xót của Chúa đụng chạm tới mỗi người chúng ta thì mọi bệnh tật của chúng ta được chữa lành, mọi tội lỗi trong tâm hồn của chúng ta được Chúa thứ tha. Mẹ Maria hôm nay cũng mang đến cho chúng ta một sứ điệp như thế. Mẹ cũng giống Chúa Giêsu, con của mẹ. Mẹ cũng giàu lòng thương xót nhân loại. Mẹ lại là đấng có quyền năng từ Thiên Chúa đến để cứu giúp chúng ta. Mẹ sẵn sàng đến để chữa lành và an ủi ta mỗi khi ta cần đến mẹ. Mẹ lại là đấng vô nhiễm nguyên tội, nên mẹ rất gần con chi ái của mẹ. Vì vậy mẹ có thể luôn cầu thay nguyện giúp chúng ta trước tòa Chúa. Hãy xác tín vào điều ấy và đừng ngần ngại chạy đến với mẹ Maria, nhất là trong những ngày đầu năm mới này, cùng với giáo khu 2 của giáo xứ để mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức, quan thầy của chúng ta. Xin Đức Mẹ truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho con được mạnh dạn hô lên như lời của thánh nữ Bernadetta: nếu người đến từ Thiên Chúa, xin người hãy ở lại. Ôi Maria, đấng vô nhiễm diễm phúc đến từ Thiên Chúa, xin người hãy ở lại với chúng con. Amen.